Quy xin chào bạn. Hôm nay có khách ăn lễ, ăn con rắn đi cá khủng 1,4 kg. Thì mình mừng mình đem ra cho khách. Đây là cách để mình lấy huyết, mình không có quay cho bạn cách lấy huyết nha. Thì nó nhìn nó cũng ác cảm ha. Thì lấy huyết thì mình phải bỏ một cái ly rượu trong cái đá nè, hoặc mình ướp lạnh rượu trước để huyết nó không có bị gọi là chín á. Này là cái mật của rắn. Các bạn coi sơ thôi, mình không có quay cái này kỹ lắm đâu. Nay khách khá đông nên giờ này mình không có nhận khách nữa. Các bạn coi rất là bừa bộn, đủ thứ lộn xộn hết nha. Các bạn cũng thông cảm lại khách hơi đông. Mình rảnh mình cũng quay cái món cho các bạn coi. Tại mấy lần trước mà có làm rồi, mấy bạn nào chưa coi thì hôm nay coi nha các bạn. Bin sẽ đem trước cái phần này ra cho khách. Cái phần thịt rắn chị Loan đang chặt như các bạn thấy nha, rắn cũng khá là to, 1,4 kg. Đây là cái bộ lòng của con rắn nè, lòng để xào cho nó chín thì mình phải luộc sơ trước. Cái nước này mình cũng không có đổ đi, nó sẽ không mất chất ngọt nha các bạn. Để các bạn nó luộc xong đổ nước đi, ngọt ra mất hết. Cái nước này chút mình dùng lại để mình nấu cái rắn hầm sả các bạn. Đây là cái phần thịt rắn đã chặt sẵn nè. Con này là rắn rằn ri cốc. Ri cốc thì cái da nó nhám hơn con rằn ri cá, và nó có màu đen. Rằn ri cá thì nó có màu xám thôi, xám xám tro lợt lợt á. Còn cái con rằn ri voi thì nó da nó bóng loáng hơn. Nhìn nó có khoang rất là rõ. Rắn này là một cái loại rắn nước hiền thôi. Nó chỉ cắn chảy máu chứ mà không có độc. Lần trước mình nói cắn như chó cắn, mấy bạn nói chó cũng có độc đó. Mình xin lỗi, nó cắn như cái kiểu chó là nó táp sẽ chảy máu rất nhiều nhưng mà không có nọc độc. Mình chặt dừa làm thấy rấu hầm sả, cái vị nó đậm đà, nó cũng giờ nước dừa. Ví dụ mấy bạn có dừa nạo hay quá nạo thì càng tốt ha. Mấy bạn thấy dừa bình quế trồng cũng quá thường trái không? Cái dừa này cũng dừa lão rồi, gáo nó nhỏ thôi mà trái chắc cũng một quài này chắc cũng được 20 trái. Mình chặt 2 trái là đủ không? Dừa đây gáo cũng nhỏ thấy không, bạn thấy nó to lắm. 2 trái thì được, 2 trái đủ nấu con rắn. Dừa này nạo nè. Dừa năm nay thấy cũng có giá, mình xuống ở dưới Bến Tre á, giờ Phúc nói người ta dừa vườn á, người ta hái 1 thiên vậy đó. Thiên là 1,200 trái thì là 10 mấy triệu á. 12 triệu hay 14 triệu là vô người ta hái vô trong vườn cho mình luôn, là cũng như 10.000 hay 10 mấy ngàn trái cũng được. Rồi như đây nước là đủ nấu cái rắn nè. Các bạn muốn nấu lẩu rắn thì coi chị Loan cách ướp nha, tùy mỗi người một cách, nhưng mà ở nhà mình ướp sao mình quay lại gì cho bạn. Chị đang dắt một ít nước tỏi vô. Cho thêm ít nước mắm. Chị bỏ ít bột nêm. Rồi bỏ thêm ít tiêu xay nha các bạn. Này là tiêu sọ. Này mới các bạn thấy là có nước dắt ra từ tỏi nè. Nước mắm nè. Chút bột nêm. Chút tiêu. Chị Loan đang roti gà, chị kia chặt thêm nước dừa. Chặt chặt. Dạ, đăng ký anh.
ăn dừa hiện đại thì bà dùng muỗng, còn ăn dừa cái kiểu dân dã thì bạn chặt cái miếng mài gì ăn. Chuốt cho nó đẹp gì rồi nào. À. Ừ. Ăn chừng ba cái dừa của ba trái này là no luôn tới chiều luôn, khỏi ăn được luôn. Nó lửng lửng biết không? Phúc té Phúc. Các bạn coi Phúc tiền không? Đi dọn chòi không chịu đi bộ mà lấy ghe chèo qua mấy chòi dọn nước chèo ghe chèo qua đây lại. Rảnh thiệt rảnh. Khách về bớt ha, không nhận khách nữa, đuối rồi. Xe cũng còn khá nhiều. Xào lòng rắn thì mình cũng có thể dùng xào với mớp, xào với sen, xào củ hành. Nhưng mình thấy ngon nhất mà ngọt nhất thì chỉ có xào với mớp nè các bạn. Mớp non mà xào với lòng rắn thì hết sảy rồi. Bắt chảo nóng lên chị Loan cho ít dầu. Dầu thì mấy bạn thấy cái nồi bên kia kìa, dầu đó là mình phi tỏi được sẵn, nó có thơm rồi. Bỏ chút tỏi xay vô nữa. Lên mùi cái mình bỏ cái lòng rắn vô xào. Chỉ cho chút xíu bột ngọt, chút bột nêm. Rồi chị cho chút xíu tiêu. Mớp vừa cắt xong luôn rồi luôn. Món xào mình thường cái hương vị nó đậm đà thì cái nhờ cái dầu hào. Các bạn đồ xào các bạn bỏ chút xíu dầu hào thì nó cái hương nó thơm hơn, vị nó cũng đậm đà hơn. Mình xin giới thiệu lại, mình đang cùng chị Loan chia sẻ các bạn cái món rắn đi cốc làm hai món, lòng sòng ốp và cái thịt thì làm hầm củ cải với nước dừa hầm xả các bạn. Cái lòng sắp chín thì chị Loan cho cái chậu hành vô luôn, ăn hành để tối hành thì chơi. Mớp vừa chín nè, thì bỏ chút xíu tỏi phi dầu sẵn á, bỏ vô luôn. Xào qua đảo lại là vài vòng là xong nhé bạn. Cái món này thì cực kỳ ngon nha các bạn, xào mớp gì thơm ngon lắm. Đại gia chưa chắc gì có nhiều tiền mà ăn được món này đâu. Chưa chắc có tiền rồi ăn được, đơn giản thôi, tại muốn có tiền nhưng mà phải ra quán kiếm mới có ăn, chứ có tiền ở nhà cũng không có ăn được. Chọc thôi mấy bạn, mệt quá nói chuyện vui cho xả stress bớt. Rồi cái món này sẽ được phục vụ với nước tương sắc ớt vô nha các bạn. Giờ các bạn có tiền vô quán ngoại cũng không có ăn, tại ở đây con rắn cuối cùng của quán mình rồi. Hôm nay con rắn này là bán con rắn cuối cùng. Rồi Bin sẽ đem ra phục vụ khách. Mình xin giới thiệu sơ cái thành phần mà cái gia vị mình chuẩn bị cho cái món rắn là không thể thiếu nè. Là rắn hầm xả thì sẽ có xả. Ớt thì người ăn cay ít cay mà bắt buộc phải có ớt tại nó làm bán mùi rắn đi ha. Củ cải trắng và nước dừa. Củ cải trắng thiếu cũng không sao, tại mình có nước dừa mình bù lại ha. Rắn chuẩn bị nấu nè các bạn. Chị Loan bỏ chút xíu bột nghệ.
cho có cái màu. Thì các bạn hỏi cũng các bạn cũng không có thể không bỏ cũng không sao. Thì mình muốn có màu hay là muốn nấu trắng thì nhiều người người ta nhìn người ta thấy trắng trắng người ta lại không thích có màu, một nghệ cũng màu tự nhiên thôi không sao. Bỏ rau không? Chị Loan chuẩn bị nấu cái món rắn hầm xả nè các bạn. Thì bỏ xả với ớt vô để phi cho thôi. Mấy thánh sôi thông cảm cho mình với chị Loan nha. Tại hôm nay ngày lễ nên mấy bạn thấy cái bếp hơi bừa bộn với hơi chưa có vệ sinh được kịp. Các bạn thông cảm nha. Có comment mà chê thì giảm chút tội nghiệp. Chủ yếu nó vui rồi mấy chạy vui thôi chứ thấy mấy chị mệt là khách vô là hỏi mấy chị, nếu mà mệt là mình không nhận khách nữa vậy thôi. Chị Loan nói xào cho nó săn nó thấm gia vị là chị chế nước dừa vô. Mấy bạn nhớ nước dừa với nước dùng nha. Nước dừa lúc nào mình cũng chế trước. Tại cái nước dừa khi mình chế trước á nó sẽ thấm vô cái rắn với cái gia vị á. Nó giữ cái gia vị đậm đà trong cái thịt rắn. Còn mình chế nước dùng trước thì sau khi chế nước dừa vô nó loãng thì nó mất tác dụng vậy thôi. Mình nhà mình nấu sao bí quyết thì sao mình chỉ như vậy thôi. Mình tùy mỗi người mỗi cách ha các bạn. Cho nó sôi lên rồi mấy bạn xào qua xào lại vài cái. Bỏ củ cải trắng vô. Rồi cái nước luộc rắn, luộc cái rồng rắn á, giờ mình chế vô nè, đó, mình không có bỏ cái nào hết đó nha các bạn. Ngon từ thịt, ngọt từ xương, ngon từ cái lòng luôn. Rồi đậy nắp lại thôi. Rắn này phải hầm lâu, khoảng 15 phút hơn các bạn, tùy con lớn nhỏ. Sẵn khoe mấy bạn món này luôn. Món này là rất đơn giản nhưng mà cũng rất là đặc trưng của quán nha các bạn. Các bạn dưới quê nhìn thấy biết ha. Này gọi là đọt chọi á, đọt chải á, xào tỏi. Rất đơn giản nhưng mà cực kỳ ngon. Rau chọi này có thể là ăn sống nè. Để làm rau cuốn á, cuốn bánh tráng. Với tép đồng hay cá tây tượng, cá chê, đồ chiên rồi đó. Hay là mình bỏ vô lẩu mắm ăn cũng ngon, hoặc là lẩu chua xào, hoặc là luộc chấm câu quẹt nó xảy nha. Mấy bữa trước em mưa nhưng mà hôm nay thời tiết thật là tốt, trời đứng gió nên hơi oi bức chút. Ai cũng mệt á, hai bạn này quýnh nhau. Con chó nhỏ này nó cũng dễ thương, chó cái. Hồi xưa mình thương nhất chó đực, nó chó cái. Vậy hãy vợ mình nào mà đi hái ra cái đọt chạy đó là nó chạy theo. Nó chạy theo, nó nằm nó canh nó với con chó phèn. Còn bô lô canh mình. Bạn này là bạn gái của bô lô, bạn này là Milly. Bạn này ra giải trí, tranh thủ giải trí này 2000 đang câu cái chắc cách trì cách trài được không này, ký hơn. Khách bên kia sắp dính cá bự sao mà mừng. Để cái tay xuống so nè, để cái tay xuống, để cùng tay xuống. Cùng tay luôn. Đó. Bự hơn của em luôn á. Đó. Bự hơn nha các bạn. Ừ.
thì con cho thêm chút bột bột nêm. Nêm thêm chút nước mắm. Chị Loan cho ít tỏi xào lên, giữ ít củ tỏi nha bạn. Mấy bạn bỏ thêm củ tỏi thì nó vừa khử mùi mà nó lại vừa ăn cái củ tỏi nó bùi bùi ngon lắm. Hai cái thứ rau mà mình thấy ăn hợp nhất với cái món này là một là mồng tơi, hai là cái mướp nha bạn, mướp non đó. Bỏ vô lẩu rắn ăn vừa ngọt vừa mát miệng nữa. Món nhìn hấp dẫn các bạn, nhưng mà thiệt cái giờ này có cho mình ăn chắc ăn cũng không nổi, mệt quá mệt. Rất là thơm, 2000 đi tới đó mà cái hương vẫn còn phía sau đây. Rất vui được anh Khoa cùng các bạn mời ra để coi mấy bạn thử cái món rắn nha các bạn. 1, 2, 3 vô. Chưa lên chứ là bắt ha, bắt lộ mồ ha. Đây là món rắn gì? Ri cá, ớt đồ, ớt đồ lương đồ. Tỉnh hoang nè, tỉnh hoang. Nói mà rượu biết mà. Rượu ngon không Khoa? Ngon rượu ngon ha. Anh với Khoa thì là thấy ngon nhưng mà riêng Duy thì tất cả vì 45 phút. Anh này cũng là comment đó. Khi mà anh làm anh bắt rắn vậy đó, anh quay vậy đó thì cái niềm vui anh là gì? Mà nó vẫn thấy là đây là như cái thôn quê à. Cái đó là cái chính để mình làm những cái video clip à. Thì em nghĩ á, là mọi người ở đây á, để mà đến cái kênh của anh á, đều bất ngờ á, là chỗ là ở Sài Gòn không có kiếm được cái chỗ mà cũng như gần vậy mà nó gần gũi vậy à. Thôn quê thôi. Rồi cũng cảm ơn, nói chung là đầu tiên cũng cảm ơn, nói chung là nhờ có Khoa thì có mấy bạn ở đây thì cũng dành tình cảm cho kênh trước, rồi sau dành tình cảm cho quán, mình cũng rất là trân trọng. Tại nhiều người mình quay nhưng mình nhiều người đồng cảm, mình lại có động lực để mình quay tiếp. Dạ, okay, em lấy cho anh mượn cái ly cho anh đi, làm cái dạ, à, ly rượu cho đúng nha. Rượu nấu như vậy à, đúng rồi. Rồi em anh Huy. Huy còn em tên gì? Em tên là Trọng. Trọng, anh cảm dạ. Mời Khoa Trọng dạ. Mời mấy em à, Trọng. Cảm ơn anh Huy. Rồi, cảm ơn các trang nhiều. Của mình là luôn luôn phát triển và chúc subscribe bản là 1 triệu nha. Bạn nhớ giùm em nha. Không ước mơ gì đâu. Có những cái của giá trị hơn nhiều cái những cái đó. Không đến khi 20 năm nữa thì nhớ đãi tiền mời tụi em đến. Rồi sẵn sàng. Anh nhớ Khoa đầu tiên. Dạ. Nhớ cả số 9 nữa. À rồi, bây giờ số 9 Trọng nữa rồi. Chính là rất mạnh mẽ, mạnh mẽ. Mỹ Linh. Mặc cho đẹp thôi, hay anh em có đá tiền vệ hay là tiền đạo không vậy? Em đá trung tâm. À, đá trung tâm đó. Vô là dính nào. Cảm ơn em. Good. À, rồi. Này, nhìn đây đủ gút rồi nè. Sao? Rắn. Cái này chắc phải tăng. Rất là hấp dẫn đó. Rồi, cảm ơn bạn. Sáng rất là tuyệt vời. Nhưng mà phải lên nhiều chút sung chút xíu chứ này con mới. Vậy được rồi nè. À, rất là hấp dẫn. Nghe cái mùi cũng rất là thơm các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Thôi mình xin kết thúc cái clip này ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Rồi, chúc các bạn một ngày luôn luôn nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha các bạn.